Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với cái phần loạt bài chia sẻ về nấm chaga. Hai video trước mình đã chia sẻ và giới thiệu cái cách pha trà cũng như là giới thiệu về cái tác dụng của nấm chaga. Và như đã nói ở trong cái video thứ hai về trà nấm chaga đó, thì mình đã nói là mình sẽ làm một cái bài tìm hiểu và trình bày về cái so sánh về cái tác dụng của nấm chaga cũng như là nấm linh chi. Thì hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn là các anh chị cái sự so sánh này giữa nấm chaga và nấm linh chi, loại nào tốt hơn. Thì dĩ nhiên là các anh chị biết là nếu mà đã gọi là nấm quý thì cái nào nó cũng có những cái giá trị và những cái đặc điểm của nó cũng như là cái điều tốt đẹp của nó. Và bên cạnh mình đây vẫn là cái bình trà nấm chaga, nấm thần thánh, bình trà thần thánh này. Đó. Thì đây là một vài cái nấm mà trong các video trước mình đã giới thiệu rồi đó. Đây là nấm chaga. Đây là nấm chaga. Hình thù của nó mình cứ gọi nó là kim cương của rừng xanh cho nó có vẻ là mỹ miều, cho nó có vẻ là vui vui hài hài một tí. Kim cương đen của rừng xanh. Đó, hình nó giống giống như cái cục kim cương. Được cái cục kim cương bằng này thì thôi rồi, phải không? Có mà thành tí phú rồi. Đấy là nấm chaga. Đây là một cái nấm này gọi là cái nấm linh chi, mình có thể gọi nó là nấm linh chi vàng tự nhiên nha, ở trong rừng cây thông. Còn ở Việt Nam mình cứ gọi là nấm linh xanh hay là nấm linh chi mà nó màu nó đỏ tía, đỏ thẫm cái gì đó, hoặc là màu đen đó. Mấy cái loại đó ở trong rừng ở Việt Nam thì mình không có biết, mình không có đi rừng ở bên Việt Nam mình không biết. Nhưng mà đây thực tế là mình đi ở trong những cái công viên, chứ còn rừng thì nó chưa phải là rừng. Đó, mình gọi nó là rừng thôi nhưng mà nó không phải là rừng đâu, nó là công viên quốc gia. À, đấy, là cái màu của nó, đó, nó vẫn còn cái màu đen, đó, vẫn còn cái màu vàng vàng, đỏ đỏ, rồi trắng trắng. Đấy, cái này nó chưa phải là lớn nhá, có những cái rất là lớn. Đó, mình gọi nó là nấm linh chi vàng. Còn cái đây mình gọi là nấm linh chi đỏ. À, nấm linh chi đỏ các anh chị các bạn thấy này. À, nó cũng rất là đẹp, phải không? Rất là tuyệt vời. Đấy, nhìn nó cứ giống như là hình cái con trai vậy đấy. Con trai ở quê mình cũng hay đi bắt trai, mình thấy, hay là biển mình cũng thấy, phải không? Cái hình rất là đẹp. Đấy, đây là một cái hình nấm linh chi này là trung bình, chứ còn không phải là bé, cũng không phải là lớn, trung bình thôi. Đây hay là còn một loại nữa, còn một cái nữa đây, cũng là nấm linh chi. Nhưng mà cái loại này thì tại vì nó ở cái gốc cây mục mà mình đoán nó là cây thông. Nó là cây thông cho nên là, hoặc là cây sồi gì đó. Đấy. Cho nên là mình cũng không biết, tại vì nếu ở trên cây sống như ở nấm chaga đó thì mình còn biết nó là cây bạch dương. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn. Trước khi giới thiệu thì mình sẽ làm một miếng nước trà, ngụm nước trà trà chaga nha, trà nấm chaga đó. Mình mới trong cái video clip trước mình cũng đã giới thiệu với anh chị và các bạn rồi đó. Rất là nhanh, đun sôi nước lên đổ vào, xong rồi cho một hai miếng nấm chaga vô nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi. Đó, mình chưa có tất cả những miếng lớn này thì mình chưa có đẽo cái vỏ đen nó đi, cái xù xì đen đen đó. Đấy là mới chỉ một vài cái miếng mà nó bị vỡ ở trong những cái mảnh, trong những cái nấm lớn ra thôi, khi mà mình chặt đó, mình rửa sạch rồi, phơi khô đàng hoàng. Đó, sấy nhưng mà không phải là sấy ở trong lò sấy, mình để trên cái máy sưởi, máy sưởi đó thì nó khô rất là lẹ, rất là lẹ, và nó bốc hơi đi rất là nhanh. Đó, và xin mời tất cả quý vị anh chị các bạn, cái màu, tại vì cái hơi nó hơi khó để mình quay cái xuống một chút xíu, sợ nó đổ vào trong cái máy tính của mình thì cũng nguy hiểm. Đó, xin mời tất cả quý vị anh chị các bạn nha.
rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ xin ra làm một cái bài so sánh nhỏ nhỏ thôi. Cái này là mình nghiên cứu hay là mình tìm hiểu ở trên mạng. Trong một cái trang web của bán nấm chaga.com, mình cái này mình tất cả những cái video của mình là làm không có bán hàng, không có online, không có giới thiệu sản phẩm cho một cái nhà quảng cáo nào, hay là không có làm một cái gì khác. Cái này là tự mình tìm hiểu và mình trình bày với tất cả quý vị anh chị và các bạn nhé, chứ không phải là mục đích là câu view, câu like, hay là bán hàng online, hay là giới thiệu sản phẩm cho một cái công ty, hay là một cái đại lý nào đó. Không phải đâu, cái này là mình tìm hiểu và mình trình bày với các bạn. Trước hết là trên cái trang web của bán hàng bán nấm chaga.com thì có một cái bài tựa đề là nấm chaga tốt hơn hay nấm linh chi tốt hơn. Mình chia sẻ với các bạn thế này: nấm chaga và nấm linh chi đều là hai loại nấm dược liệu quý giá, rất tốt đối với cơ thể người dùng. Tuy nhiên, giá thành của hai loại nấm này đều khá cao. Chính vì thế, việc sử dụng cùng lúc hai loại nấm này dường như là khá khó khăn với nhiều người ở Việt Nam. Vậy nên chọn loại nấm nào phù hợp và tốt nhất nhu cầu bồi bổ sức khỏe mà chúng ta đang cần. Và cùng tìm hiểu xem nấm chaga tốt hơn hay là nấm linh chi tốt hơn. Trước hết, nấm chaga thúc đẩy cải thiện hệ miễn dịch. Cả nấm chaga và nấm linh chi đều có tác dụng thúc đẩy và tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, với nấm chaga thì hệ miễn dịch được tăng cường tốt hơn. Hiện nay có nhiều loại nấm được dược liệu khác cũng có công dụng này, nhưng chưa có loại nấm nào có thể vượt qua nấm chaga. Bởi trong nấm có những nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá. Thành phần này cùng hỗ trợ bổ sung tích cực cho hệ miễn dịch rất mạnh. Do đó, những chuyên gia luôn tin rằng nấm chaga sẽ là một trong những yếu tố giúp con người có thể điều trị được căn bệnh ung thư quái ác. Mình vẫn luôn luôn khẳng định là không biết là nó chữa được đến mức nào và không biết là cái kết quả đến đâu, nhưng mình chỉ biết là người ta trình bày và người ta nói như thế. Còn tin thế nào thì đó là tùy mỗi người, cũng như là mỗi người có một cái có cái sức khỏe, cũng như là có cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể của mình nó khác nhau. Mỗi người là có một cái hệ thống miễn dịch khác nhau thì nó có thể chống lại được các cái bệnh tật khác nhau, vân vân. Đó, nên là mình nói là không bao giờ dám khẳng định là nó chữa được ung thư hay là 100% khỏi ung thư, không có nha. Thứ hai, nấm chaga có thể trị được nhiều bệnh. Cả nấm chaga và nấm linh chi đều có những tác dụng tích cực lên các căn bệnh. Nhưng nếu phải đặt lên bàn cân so sánh, nấm chaga có lẽ được đánh giá cao hơn khi từ rất lâu người dân vùng Siberia vẫn sử dụng nấm chaga trong điều trị một số loại bệnh thông thường. Chúng được dùng làm thức uống hàng ngày, giúp con người ta tẩy rửa, loại bỏ những căn bệnh liên quan tới viêm nhiễm ở dạ dày, đường tiêu hóa, có thể trị khỏi được viêm loét, giúp lọc máu và gan, bổ trợ rất mạnh cho tim mạch, cũng như phòng ngừa ung thư. Mình rất thích cái chữ phòng ngừa hay là giúp điều trị ung thư. Rất thích cái cụm từ đó. Trong khi đó, nấm linh chi tác động tới những chứng bệnh trên không. Trong khi đó, nấm linh chi tác động tới những chứng bệnh trên không thể mạnh mẽ bằng nấm chaga. Cái yếu tố thứ hai là so sánh giữa nấm chaga và nấm linh chi đó. Còn nấm chaga, chúng ký sinh trên cây bạch dương, mà bạch dương sống chứ không phải bạch dương chết. Cây bạch dương vẫn sống, vẫn khỏe mạnh. Đó là cái cách, cái đặc biệt của nấm chaga. Ký sinh ở trên cây bạch dương sống ở vùng khí hậu khắc nghiệt. Chúng có nhiều dưỡng chất hấp thu từ cây bạch dương và trải qua quá trình thích nghi với khí hậu
Như vậy, nên những dưỡng chất của nấm mạnh hơn bất cứ loại thực vật nào khác. Nghe giới thiệu có vẻ rất là nhiều cái điểm mạnh mẽ của nấm chaga. Rồi, khả năng điều trị ung thư. À, trong cái bài viết này đấy nhỉ, nấm linh chi cũng được biết tới như một trong những thảo dược được hỗ trợ điều trị ung thư, nhưng thực tế cho thấy hiệu quả không quá cao. Mình chỉ thích cái từ gọi là hỗ trợ điều trị ung thư, chứ còn nói là chữa được bệnh ung thư thì mình không có chắc chắn và không có xác tín lắm. Trái lại, chiết xuất từ nấm chaga lại cho thấy những điều thực sự tuyệt vời khi chúng có thể loại bỏ đi các tế bào có hại. Các tế bào lạ ngăn chặn quá trình phát triển của một số tế bào ung thư mà không bào mòn hay làm hư hại những tế bào tốt cho cơ thể. Bạn giới thiệu một cách rất là hay. Điển hình trong đó phải kể tới những chất có hoạt tính sinh học có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư đại tràng vô cùng mạnh mẽ. Chính vì thế, các nhà khoa học luôn luôn tin vào khả năng có thể chấm dứt triệt để ung thư trong tương lai của loại nấm này. Đó là lý do tại sao những nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu không ngừng và chưa bao giờ cho rằng đã tìm ra được hết công dụng của nấm chaga và nấm linh chi. Như các bạn biết, ở bên Việt Nam mình cũng đã sử dụng cái loại nấm linh chi trong các cái việc điều trị hỗ trợ cho các người bệnh, mà rất là nhiều người bệnh mình đã biết có nhiều người mua nấm linh chi trong khi mà mình bị ung thư, chẳng hạn như là các chị em nữ thì bị ung thư ngực, ung thư vú, những người nam hay là những một số người khác đó thì ung thư dạ dày, bao tử, rồi đường ruột, đại tràng, vân vân đã sử dụng những cái thứ đó để uống trong cái thời gian mà mình điều trị ung thư. Đó là mình biết một số trường hợp như vậy, và họ không biết là kết quả nó chữa khỏi hay là thế nào, nhưng mà cũng đã có rất là nhiều người cảm thấy rất là hiệu quả đó. Thứ ba là chống oxy hóa. Nấm linh chi vốn nổi danh là loại nấm có những tinh chất quý chống lại oxy hóa mạnh mẽ. Thành phần SOD, thành phần chống oxy hóa tốt nhất hiển thị trong nấm linh chi ở mức 1.000 đến 1.500 đơn vị. Tuy nhiên, ở nấm chaga, các nhà nghiên cứu đã ngỡ ngàng khi phát hiện ra thành SOD có trong nấm này còn cao hơn gấp nhiều lần, trung bình khoảng 35.000 đơn vị. Nếu mà so sánh với 1.500 thì nó cao hơn rất là nhiều, phải không? Những con số này đã chứng minh khả năng chống oxy hóa vô cùng tuyệt vời của nấm chaga so với nấm linh chi. Như vậy, thưa các bạn, đây là một vài cái so sánh. Thứ nhất là nấm linh chi và nấm chaga, hay là nấm linh chi và nấm chaga đều có tác dụng là thúc đẩy cải thiện hệ miễn dịch. Thứ hai là có thể điều trị được nhiều bệnh và khả năng giúp điều trị ung thư. Nhưng mà cái bài viết này họ nói là khả năng điều trị ung thư. Mình thích sử dụng cái cụm từ gọi là hỗ trợ điều trị, cũng như là giúp cho cái công việc điều trị. Nhưng mà tất cả những cái này nó còn đang ở trong những cái thử nghiệm, cũng như là những cái nghiên cứu của các nhà khoa học kể cả trên thế giới nữa. Và tiếp theo là phần chống oxy hóa đó. Thế thì bây giờ kết luận cái bài viết này, họ viết cũng khá là ngắn, rất là đơn giản. Trên đây là sự so sánh về những công dụng chữa bệnh để biết xem nấm chaga tốt hơn hay nấm linh chi tốt hơn. Những lý giải trên đây cũng một phần nào cho mọi người biết được nấm chaga có những hiệu quả tích cực như thế nào để đặt mua nấm chaga. Còn cái này mình không có đọc, tại vì nó là cái bài của người ta. Ai muốn liên hệ, ai muốn gì thì cứ việc. Đó là trên cái bài viết của bán nấm chaga.com. Còn một cái bài khác nữa, bây giờ
cái video của mình nó đã tới 15 phút rồi, mình chỉ giới thiệu qua một chút xíu thôi. Ở trên một cái bài viết trong báo Dân Trí viết từ năm 2014, công dụng có thể chưa biết của ba loại nấm quý, họ trình bày là nấm linh chi, nấm chaga và nấm vân chi. Ở đây mình có nấm vân chi nhưng mình để trong cái túi kia mất rồi, mình không có trình bày ở đây. Đó. Nói tóm lại là trên cái trang báo dân trí.com.vn, khi các bạn đánh so sánh giữa nấm linh chi và nấm chaga, chắc chắn nó sẽ hiện lên mấy cái trang web mà mình vừa mới chia sẻ với tất cả quý vị anh chị và các bạn. Nấm linh chi, nấm chaga và nấm vân chi, họ giới thiệu ba loại nấm quý, nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ có thể thấy được cái giá trị nào. Mình đọc thử cái phần kết luận của họ xem nó ra làm sao. Xem thử cái phần kết luận. Đây. Dược sĩ Trịnh Xuân Huy, quản lý sản phẩm công ty cổ phần SPM mà cho biết mỗi loại nấm có tác dụng và ưu điểm khác nhau. Các công dụng của ba loại nấm linh chi, chaga, vân chi đã được đăng tải trên rất nhiều phương tiện truyền thông và cũng được nghiên cứu tại Hàn Quốc, Nhật Bản từ các giáo sư hàng đầu cũng như các trường đại học nghiên cứu. Khi kết hợp ba loại nấm lại, tất nhiên sẽ có nhiều hiệu quả hơn một loại mang lại. Đó là tổng hợp các công dụng của ba loại nấm tạo nên việc tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe, giúp bảo vệ và giảm sự hủy hoại tế bào lành trước các tác nhân độc hại. Đó. Mình đọc cái phần đó thôi. Video của mình đã tới 16-17 phút rồi. Xin giới thiệu với tất cả quý vị anh chị và các bạn một cái bài rất là tóm tắt về so sánh giữa nấm linh chi và nấm chaga. Đó, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi những video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những phần clip tiếp theo. Cầu chúc tất cả mọi người sức khỏe, niềm vui, bình an, hạnh phúc và thành công trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.